bà con vòng vòng đó có thấy nó không, mà ta nói không có gặp, thấy lạ người ta cũng biết nữa. Dạ. Rồi mấy người vòng vòng đó có người quen là hỏi nói giờ khó tìm lắm. Bà con ơi, có thấy cháu Hào đâu nhớ liên hệ với số máy của chú, rồi cho chú biết thông tin cho cô đón cháu Hào về để sống đoàn tụ gia đình anh chị em ơi. Mến chào tất cả các cô chú anh chị khán giả. Hiện tại thì mình đang ở đường Nguyễn Trung Trực của thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thì mình và chú ba em là ba của em Hào vẫn đang tiếp tục đi lên thành phố Gạch Giá, đi vòng vòng ở đây. Rồi cũng có nhiều thông tin nói là em ở đường Đống Đa, rồi cũng ở đường Nguyễn Trung Trực. Đó thì cũng chạy vòng vòng, cũng hỏi thăm coi có ai có thông tin gì về em Hào hay không, để mà chú ba em có một cái cuộc gặp gỡ với em Hào, đưa em ấy về sống chung với chú ở Vĩnh Long. Rồi bây giờ thì đi về Hòn Đất thì không có gặp rồi, bây giờ là trở về thành phố Gạch Giá. Bây giờ thì chú cũng đang rất là lo lắng đây, bây giờ cũng gắng đi tìm chứ biết làm sao giờ phải không chú? Đi cũng mừng lắm mà bây giờ cũng hơi thua buồn là cũng không gặp được con. Bây giờ cũng gắng cố gắng tìm để gặp giữ cái chân nó lại cho cái xã hội được bình yên, với thứ hai nó cha con chung vậy. Giờ đi vậy thì giống như là mình đi mò kim đáy biển vậy đó. Thì bà con cũng như là quý vị khán giả có thấy được em Hào ở đâu thì gọi cho mình qua số điện thoại ở dưới phần mô tả để mà ba của em Hào đến đón em ấy về. Cũng có xin số điện thoại của chị em đó, cũng hai ba người rồi. Có gặp thì giữ lại giùm và điện lên thì chạy xe lên rước. Chứ giờ cũng hết cách luôn rồi. Dạ, hiện tại thì mấy chú cháu mình đã đi tới đường chỗ mà cổng tham quan của đường Nguyễn Trung Trực. Đây thì cũng có nhiều quý khán giả cũng có nói là nhiều khi vô trong hẻm, vô trong chợ, vô trong cái góc nào đó thì rất là khó tìm. Thật sự mà nói thì khó lắm anh mọi người ơi, giống như là đi mò kim đáy biển gì. Mình phải biết cái đường nào và cái hẻm nào thì mới có thể vô mình tìm được, chứ bây giờ thì không có một cái thông tin gì hết. Nên là mình và chú ba của em Hào ấy cũng nhờ cộng đồng mạng cũng như là quý khán giả thấy được em Hào ở đâu thì nhớ gọi giùm để mà chú có thông tin đón con của mình về. Đây là phía trước mặt là cổng tham quan của thành phố Gạch Giá, ngã tư Ông Địa. Dạ, xưa ở đây gọi là ngã tư Ông Địa hả chú? Ngã tư Ông Địa. Sao mà kêu bằng Ông Địa vậy chú? Không có gần đó, cái tên cái người ta gọi sao mình nghe mình kêu là gì. Dạ, cổng tham quan đường ngã tư Ông Địa. Đây, cổng này rất là đẹp nha, sơn lại rồi nhìn đẹp lắm. Đường ngã tư Ông Địa đó, phía trước có đường tẻ đó. Dạ, bởi vì kêu ngã tư Ông Địa phải à, phía trước có cái đường tẻ bốn hướng đó, kêu phải kêu ngã tư. Thành phố Gạch Giá rất là phát triển nha, có đường ven biển, có đường khu lấn biển rồi này kia nữa, rất là phát triển. Rồi quán xá này kia rất là nhiều. Chú cơ xuống như mà biển vậy. Ngày đợt em Hào con có đi chứ. Dạ. Đợt con đi nghe thông tin Hào ở Gạch Giá, con có đi kiếm một lần rồi nhưng mà kiếm 2 ngày không có gặp. Hết luôn, giờ về Gạch Sỏi đậu xe lại chút coi. Rồi bây giờ chú lại đường Đống Đa nè, chú dạy hỏi người dân từ từ thử coi. Có ai biết thông tin nào chú đi vòng vòng chú hỏi thử coi. Ờ, chừng nào tới chăng đó, cái chỗ nào đó rộng rộng chú đậu tấp vô. Dạ. Rồi tới đường Đống Đa nè. Tới chưa? Tới đường Đống Đa. Cái chỗ nào nhắm đậu xe được. Nhanh nhanh, nặng chơi xe đó ra.
từ từ chút. Rồi bây giờ chú xuống vô cái đường Đống Đa phía sau lưng chú á, chú hỏi thăm thử coi có ai biết Hào đi một vòng xa xa, chú hỏi thử người thân. Từ từ. Cứng rồi chú buông ra, chú buông ra rồi chú mở lại, ngồi mở lại. Rồi. Cách vòng vòng đó tìm hỏi bà con vòng vòng đó có thấy nó không, mà ta nói là không có gặp, thấy lạ mà ta cũng biết nữa. Dạ. Rồi mấy người vòng vòng đó có người quen là hỏi nói giờ khó tìm lắm. Dạ. Mấy đứa nhỏ nó tụ tập về mới vô chơi game rồi đó. Rồi mình đâu có đi ngoài đâu có thấy. Mà chú hỏi thì sao? Hỏi bà con đó đó, có người ta cũng biết nó rồi mà người ta nói không có thấy đó, vợ dắt chưa nhiều khi sợ nó vô chơi game rồi đó. Có dắt chiều tối đồ còn dễ tìm đó. Giờ thành phố Gạch Giá thì rất là rộng, mà bây giờ thì chú cháu này cũng đi đường Nguyễn Trương Trực, đường Đống Đa, rồi đường mấy cái đường khác ở Gạch Giá đó thì cũng đi rất là nhiều rồi, nhưng mà nãy giờ đi cũng hỏi thăm mà bây giờ hết cách hả chú? Hết cách giờ chỉ nước về rồi chờ thông tin coi lâu lâu nó có gì gì mừng đó thì giữ chân nó lại thì điện thì tôi chạy lên được. Dạ. Còn không á là có thí dụ muốn tìm nó cho bằng được đó là cũng phải bỏ thời gian ra 3-4 bữa là vòng vòng mình chạy xe đi tìm nó thì có thể được. À, bây giờ quan trọng là không biết là em Hào là còn ở Gạch Giá hay không nữa mọi người. Nhiều khi là không còn ở Gạch Giá nữa, rồi nhiều khi đi cái tỉnh khác rồi không chừng nữa. Bây giờ hy vọng là có cái thông tin nào của quý bà con, quý khán giả thấy được cái thông tin của em Hào thì có thể là gọi về cho mình số điện thoại dưới phần mô tả để mà mình đưa em Hào đi đến đón em Hào về. Giờ thấy chú đứng thấy tụ nghiệp quá trời. Đành nãy chú nói giờ hết cách rồi, không biết làm sao giờ, bó tay luôn rồi chứ sao giờ. Thấy tụ nghiệp lắm. Tiền đó được mà ngặt luôn, không chết luôn, đâu có tiền bạn đâu tiền. Đó. Có tiền á, tiền không phải chịu khó ở đây. Tôi chạy xe tôi đi gạo. Tôi nói sao chú? Ví dụ có tiền á, tôi chạy xe ở đây, tôi đi gạo và tôi ở ở đây rồi tối tôi lại nhà dì mừ nó, tôi ngủ nhà rồi sáng tôi đi nữa thì có thể tìm nó được. Còn đi tìm gì là nó hơi khó khăn bắt lại lắm. Dạ. Khi bỏ công an chuyện làm của mình thì không có chi phí nữa. Ừ. Mình lên xe mình chạy vòng vòng Gạch Giá thử coi sao nữa chú ơi. Mình chạy tiếp tục đi thì con cũng hết lòng mình chạy chở chú đi vòng vòng kiếm coi sao, coi tới đâu mình hỏi tới đó. Cũng gạch khỏi thôi chứ giờ mình đừng đi Giá nữa. Rồi đi đi. Gạch khỏi vòng vòng đó. Dạ dạ. Đi. Rồi đi đi đi. Tôi nhìn tôi biết. Dạ. Không thấy mặt chứ cái dáng nó đi tôi biết. Chú cháu mình đi đường Lâm Văn Kỳ, rồi đường đường này là đường Trần Quang Khải. Mình xuống khu lấn biển hay xuống chỗ mà cái công viên thử coi có em Hào hay không. Hôm nay trời nắng 30 mấy độ, 33-34 độ mọi người kìa. Chạy được xuống mấy biển hả? Ừ, xuống mấy biển coi sao. Bà con ơi, có thấy cháu Hào đâu nhớ liên hệ với số máy của chú, rồi cho chú biết thông tin là cho cô đón cháu Hào về để sống đồng tụ gia đình anh chị em ơi. Quá trời giờ hết cách chú cũng hết cách rồi, nhờ cộng đồng mạng quý khán giả thấy em Hào đâu rồi chỉ thôi. Thì xuống ngoan biển hả chú? Dạ. Cháu nó cũng bị tai nạn vụ xe rồi bây giờ cái đầu nó cũng không có được bình thường cho mấy. Thành thử giờ phải kiếm nó để mà bảo quản lại để nó đi vậy là với xã hội nó không có tốt đẹp. Vì nhà thì có cha thì cũng nói năng cũng dạy dột nó chăm sóc nó thì cũng đỡ hơn cái xã hội bên ngoài. Đúng rồi chú, nhiều khi ở đâu không có đâu bằng ở nhà mình, cũng không có đâu bằng cái gia đình của mình. Vì vậy mệt mỏi giờ nào muốn ăn ngủ giờ nào ngủ à. Còn cái nhà của người ta đâu phải khi nào có dắt giờ ngủ nghe thì người ta mới cho chứ đâu phải người ta thức rồi mình ngủ được.
bởi vì cho nó có nhà có cửa là mới được bình yên, tôi cũng bình yên nữa. Cho nó sống lang thang gì nó khổ rồi, tôi cũng phải lo hoài, tôi cũng khổ lây nữa. Khi tối thì mình cũng lo lắng con cái mình không biết làm sao đây. Trước giờ thì cuộc sống cũng khó khăn, vì em Hào cũng chia sẻ, ba của em Hào cũng chia sẻ là giống như người mẹ thì cũng dành nuôi em Hào, nên là sống chung với mẹ từ nhỏ đến lớn. Nhưng bây giờ mẹ đã mất rồi nên là cũng muốn đón con trai của mình về sống chung với mình. Nhưng mà bây giờ, lúc trước á, thì em Hào đi lên Vĩnh Long tìm cha, nhưng mà lúc đó thì tìm không gặp. Rồi bây giờ tìm gặp ba rồi nhưng mà không tìm gặp em Hào. Nhờ chú chở đi vậy có phương tiện chứ mình anh tôi đi tôi cũng đâu có khả năng đâu đi được, xa xôi với phần xe cộ nữa. Dạ. Nên như hôm tới giờ tôi đâu có ngủ nghề được đâu, ngủ được có chút xíu và tới sáng trông chờ đặng đi được có tin mừng không, mà giờ cũng thua buồn. Gán thì chú ơi, để con đăng cái video lên coi bà con có thông tin gì không cho mà cho chú với con hay, chứ giờ cũng không biết làm sao đây. Nhờ chị em có thấy giữ chân của cháu Hào lại rồi cho cái số điện thoại này nè thì chú liên lạc với tôi. Dạ. Hiện tại thì mình cũng đã tới cái khu lấn biển Gạch Giá rồi. Đây thì quán cà phê, nhà hàng cũng rất là nhiều. Đây, đây là mình đang đi về cái chỗ mà Phú Cường này. Đây nè, ta cất biệt thự đồ cao cao không à. Ở đây có một cái ngôi nhà khủng khiếp cấp mấy năm rồi nhưng mà chưa xong. Theo mình được biết nha, mình thấy là đã mấy năm rồi nhưng mà vẫn chưa xong. Đó, đây là cái nhà đó, cái hàng rào thôi là thấy bề thế rồi. Đường này là đường Tôn Đức Thắng nha. Đây ạ, quá trời cái biệt thự này rồi. Hàng rào thôi là quá dữ rồi, nhìn rất là đẹp. Mấy năm nay rồi, cũng 3-4 năm nay rồi. Theo mình được biết nha, lúc khởi công thì khi nào mình chưa biết, nhưng mà lúc mà nó hình thành tới bây giờ 4-5 năm, 3-4 năm rồi, nhưng mà chưa xong. Rồi bây giờ chú cháu mình đi về bến xe Gạch Sỏi thử xem coi có gặp em Hào không, hỏi bà con ở đó coi cái này có giữ em Hào không. Nhiều khi ra đó thì không có tiền đi xe đó, người ta không có cho lên xe, cũng còn ở bến xe đó không chừng đó. Ra đó thử coi như thế nào rồi tính tiếp chú ơi. Nhà bà con có thấy em Hào gì đó giữ giờ là giùm mà liên lạc với số máy này cũng rất ngăn ơn chị em ơi. Rồi nãy con cũng có nói rồi. Dạ rồi, cũng cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều ha, đã theo dõi video của mình về cái quá trình hành trình đi tìm con của chú ba em. Rồi, chúc mọi người được nhiều sức khỏe và đợi tin của mọi người ha, đợi tin gặp em Hào đón về. Rồi tới cái công viên chỗ cà phê Sufi nè. Công viên này buổi tối thì bắt đèn đẹp lắm nha. Đường này ngay chỗ đường 3 tháng 2 đối với đường Phan Thi Ràng. Cà phê Sufi là cà phê nổi tiếng ở Gạch Giá, bà con đến đông lắm vì cái kiến trúc nó rất là đẹp. Ngập tay mặt đó. Rồi giờ mình đi thẳng về bến xe Gạch Sỏi thôi, coi sao chú.